Thiết kế mỏng dần để chữ V đứng vững chãi. Độ phân giải Ultra HD 4K cho hình ảnh sống động, sắc nét. Công nghệ HDR tăng cường độ tương phản, độ sâu hình ảnh. Công nghệ Micro Dimming điều chỉnh độ sáng tối. Công nghệ Dolby MS12 cho âm thanh sống động. Eduan TV Plus OS hiện đại, kho ứng dụng phong phú. Hoàng Đăng xin chào tất cả các bạn. Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được ngồi trong một không gian chill như thế này, có đồ ăn, thức uống ngon và chúng ta được thưởng thức một bộ phim yêu thích sau một tuần làm việc căng thẳng mệt mỏi phải không nào? Ngày hôm nay Hoàng Đăng sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc TV TCL 4K 55 inch L55B65UF đang rất được ưa chuộng tại Nguyễn Kim. Còn bây giờ hãy cùng nhau tìm hiểu những tính năng chỉ có 102 ở chiếc TV này nha. Chiếc Smart TV TCL 4K 55 inch L55B65UF thiết kế màu đen sang trọng và tối giản sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua cho gian phòng rộng rãi và hiện đại của gia đình bạn. Kích thước lớn 55 inch, bạn có thể bố trí TV ở các không gian như phòng khách hay phòng họp lớn. Với hình ảnh chi tiết sinh động, đây chính là lý do mà bạn nên sắm ngay chiếc TV này trong nhà của mình đó nha. Độ phân giải Ultra HD 4K nhờ công nghệ HDR và Micro Dimming, hình ảnh trở nên sống động, rực rỡ với độ tương phản sắc nét chưa từng có. Công nghệ này có khả năng tinh chỉnh những chi tiết cần thiết trên từng khung hình, tăng khả năng hiển thị màu sắc, độ sâu trường ảnh cũng như độ rực, mang đến bạn hình ảnh với độ phân giải tối đa, độ tương phản ấn tượng. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác như đang ở trong rạp chiếu phim với công nghệ âm thanh vòm lan tỏa. Với công nghệ Dolby MS12 mang đến thanh âm chân thực lan tỏa khắp căn phòng, quả là tuyệt vời phải không nào? Chiếc Smart TV sở hữu hệ điều hành TV Plus OS hiện đại, bạn sẽ sở hữu một kho ứng dụng vô cùng phong phú mà rất dễ sử dụng. Bạn có thể lướt web, xem YouTube, xem phim trên Netflix hay cả nghe nhạc trên Zing TV đều rất là tuyệt vời. Ngoài ra, nếu bạn dùng điện thoại có ứng dụng T-Cast thì nhớ tối ưu hóa khả năng điều khiển TV bằng điện thoại nhé. Cuối cùng là Smart TV TCL 4K 55 inch L55B65UF sở hữu rất nhiều các cổng kết nối như cổng USB, HDMI, cáp, Wi-Fi, AV, LAN cho bạn thoải mái kết nối với mọi thiết bị thông minh đó. Để sở hữu chiếc Smart TV TCL 4K 55 inch L55B65UF, các bạn hãy nhanh tay truy cập vào Facebook hoặc website nguyenkim.com hoặc gọi ngay đến hotline 1800 6800, cuộc gọi hoàn toàn miễn phí. Đồng thời nhận ngay những ưu đãi khủng đến từ Nguyễn Kim như trả góp 0% lãi suất với thẻ tín dụng, được miễn phí lắp đặt và giao hàng tận nơi nữa. Quá đã phải không nào? Còn bây giờ thì Hoàng Đăng xin được kính chào và hẹn gặp lại ở những video sắp tới.